Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ hai món ăn cùng từ trái su nha, củ su nha. Ở đây là mình xào, su xào. Còn đây là su nấu canh. Nấu canh thì có mấy trái bắp non với ba nắm đông cô tươi với hai trái su. Còn ở đây là có một chút ớt Đà Lạt xanh đỏ, một chút cà rốt với hẹ, với su nha các bạn. Ở đây là hai trái su nhỏ này, hai trái su lớn. Thì cái nguyên liệu các bạn nấu nhiều nấu ít thì cũng không sao, không cần chuẩn cũng được, tại vì mình chỉ chia sẻ cách nấu thôi. Còn các bạn nấu nhiều nấu ít rồi điểm thứ nhất điểm thứ nhì thì mình cũng nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình. Người Trung, người Nam, người Bắc, người miền Tây đều khẩu vị ăn khác nhau hết, thì các bạn cứ nêm theo gia đình mình là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo là mình xào trước. Bây giờ cái chảo nóng mình cho gừng vào nha. Tỏi, hành. Su cà rốt cho vào nửa muỗng cà phê bột nêm, gần nửa muỗng thôi nha, chứ đừng nửa muỗng nó mặn. Cho vào tí đường, tí bột ngọt. Cho vào nửa muỗng cà phê dầu hào. Bây giờ kế tiếp mình sẽ cho ớt xanh ớt đỏ vào. Tại vì ớt này nó mau chín lắm, mình cho cùng một lượt trái su với củ cải đỏ thì lúc nó mềm nó sẽ không ngon nha. Ớt Đà Lạt mà mình nấu nó mềm quá nó sẽ không ngon. Bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi đó. Mùa dịch này mình ăn đơn giản vậy là cũng được rồi. Thà tiện chút nào đỡ chút nấy, tại vì dịch này không biết chừng nào mới hết nên mình phải cần kiệm. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nha. Bây giờ mình đã cho ra đĩa xong rồi, mình cho vào miếng tiêu nha. Cái này lát nữa các bạn làm một chén nước tương cay cay á, ăn rất là ngon. Bây giờ mình đi nấu canh. Bây giờ mình lấy cái nồi xào hồi nãy đó các bạn, mình không có rửa, mình để gì luôn nha. Bao cho vào chút dầu, cho vào chút hành, cho ít thôi, cho đặng lát mình xào nấm cho nó có vị thôi. Bây giờ mình cho nấm vào này, nấm đông cô tươi các bạn. Mình xào cho nó có cái mùi thơm. Bây giờ mình sẽ chế nước vào nha. Các bạn cứ nấu sẵn nồi nước sôi, mình nấu thì rất nhanh nha. Rồi nước cũng đã sôi rồi. Bạn thấy nấu gì vậy rất là nhanh nha. Mình lấy cái ấm siêu tốc á, mình nấu sẵn nồi nước, cái này mình xào xong mình cho qua rất là nhanh. Cho bắp vào.
cho tất cả vào luôn. Ốc này nó cũng rất mau chín mà nó giòn thơm. Bây giờ mình là nêm nếm vào luôn. Mình cho vào một chút xí bột ngọt cho có tí nữa, cái không có một vài hộp á. Muỗng cà phê bột nêm. Xí đường. Rồi. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Ít thôi nha các bạn, ít thôi. Mình vài hộp như vậy thôi. Bạn cứ nêm theo gia đình mình là được rồi. Bây giờ canh cũng đã chín rồi. Không có hành mình thế hệ nhé các bạn. Có lẽ cái này nêm ngò rí, hành lá mới ngon, nhưng mà không có mình thế hệ cũng được. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Ở đây là canh su nấu với nấm với bắp non này nha các bạn. Mùa dịch ăn vậy là còn gì bằng nữa. Đây là su xào với ớt Đà Lạt cho có chất bổ dưỡng. Cái này mình chia sẻ với các bạn xong rồi mình cũng cho nhỏ em dâu à, nó cũng ăn chay trường, mình nấu mình cho nó, chứ mình cũng ăn rất là đơn giản, không có cầu kỳ đâu. Mình nấu chỉ cần trái su xong rồi cái bắt đầu mình bỏ vô nước sôi mình nấu, chứ không cần phải là bắp phải nấm phải gì hết. Nhưng mà mình nấu cho nó thì mình phải nấu cho ngon. Rồi sẵn đây mình chia sẻ với bạn bè luôn. Nếu các bạn thích món ăn của mình thì cùng nhau chia sẻ với bạn bè nha. Tại vì rất có nhiều người lớn tuổi mà người ta vẫn ăn chay, mà ăn đơn giản quá thì cũng tội, nhiều khi nó không đầy đủ chất dinh dưỡng, nó sẽ sinh ra bệnh. Thôi giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn thành công món này nha, đơn giản.